Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề code VBA. Cái vấn đề hôm nay là chúng ta sẽ lưu cái ngày sinh ở tick box này xuống sheet. Cụ thể ở đây là ở A1. Đó. Thì khi tôi bấm nút này thì nó sẽ hiện ra một cái form, là tôi ấn nút chạy thì nó sẽ điền cái A, cái date ở trong ngày sinh này vào cái sheet này. Nhưng mà nó sẽ nảy sinh vấn đề là các bạn để ý này. Ở cái ô A1 này tôi định dạng date, nhưng mà khi tôi nhập ngày sinh là gì? Hai theo dạng ngày tháng năm thì nó lại hiện ở cái ô A1 thì nó lại hiện ở text. Cái lý do vì sao? Đó là vì là ở cái máy tính của mình đang cài đặt là tháng trước, ngày sau. Đúng không ạ? Nên khi mà gì? Chúng ta nhập ấy thì chúng ta phải nhập theo đúng định dạng của máy, tức là gì? 428. Chạy. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nếu mà cái form này các bạn dùng cho rất là nhiều máy, mỗi máy mà có hình khác nhau thì như nào? Thì cái điều đó bắt buộc các bạn suy nghĩ là cái gì ạ? Cái form của các bạn phải để một định dạng cố định. Và bình thường ở đây là người Việt mình sẽ dùng để ở dạng là gì? Ngày, tháng, rồi đến năm. Đúng không ạ? Thì trường hợp với trường hợp điền ngày tháng năm thì ở cái máy mình không được. Thì làm sao để mở cái gì mình có thể làm code làm sao mà tất cả các máy đều được? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải vào cái bước code này. Ở cái bước code này mình đang để là gì? Dạng là gì? Text. Đúng không? Thì các bạn dùng, bình thường các bạn sẽ nghĩ là gì? Convert cái này sang date. Và dùng chúng ta hàm rằng cdate, tức là convert date là được. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quay lại sheet, mình chạy. Đây. Ở đúng chạy. Thì nó chạy ra đúng. Nhưng cái này nhé, mình lưu ý là ở cái version của mình đang version là version của Office 365. Nhưng mà ở thực tế mình thấy là một số máy ấy, khi mà mình dùng cái CD đấy nó vẫn không work, tức là nó vẫn không hoạt động đúng. Thì bình thường ấy, với mình ấy, mình sẽ làm một cách là gì? Mình sẽ dùng một cái hàm riêng của mình. Tức là chúng ta đã biết được cái hàm cái đầu vào chúng ta là một cái dạng chuỗi, là có thứ tự ngày tháng năm, có gạch chéo này. Thì ở đây mình sẽ gì? Lúc nào mình sẽ có một cái hàm, mình sẽ viết thêm một hàm convert như này. Đó, chúng ta truyền vào là cái dữ liệu từ textbox, sau đó chúng ta convert sang cái dung hàm date serial. Đó, chúng ta vứt năm tháng ngày, chúng ta tách bởi hàm ngày riêng, tháng riêng và năm riêng, và chúng ta dùng hàm date serial. Đó. Thì với cây đó thì lúc nào gì ạ? Chúng ta vì chúng ta đã mặc định mà cái form nó cố định như thế rồi, thì lúc nào thì chúng ta sẽ sửa cái code như này là gì? Chúng ta sẽ hàm gì? Chúng ta sẽ dùng lại function convert như vừa nãy đó, ta chuyển vào thôi, ta không dùng cd nữa, đúng không? Chúng ta back lại cái này, chúng ta sẽ chạy là ngày tháng năm này, đúng không? Đấy, mình chạy một ngày khác này, ngày 20 này. Đấy, vẫn đúng không? Nó đúng vì là cái máy của mình đang để tháng ngày năm mà mình nhập ngày tháng năm vẫn nhận được, vì thực ra mình đang dùng một cái hàm convert. Và các bạn phải hiểu rằng là cái form này lúc nào cũng nhập cố định là ngày tháng năm. Mình có thể thêm một cái gì label ghi chú đây là bạn phải nhập theo ngày tháng năm để nó đồng nhất tất cả các gì máy,